Chào các bác, bây giờ là 9 giờ tối. Đấy, con phố nhà em đã lên đèn. Tuy rằng hôm nay thì thời tiết có quay lạnh từ ngày hôm kia và nhiệt độ bây giờ đang ở điểm là 23-24 độ C. Đấy, nhiều người đi lại vẫn phải mặc đồ lạnh nha các bác nhé. Nhưng tuy nhiên buổi tối hôm nay thì em lại test máy cho khách hàng đặt hàng. Đấy, cho một bác khách cũng ở gần nhà em đã đặt hàng em một chiếc điều hòa viền đen. Đấy, vậy anh em nào có nhu cầu, các bác gần xa thì có thể đặt hàng theo đơn các bác nhé. Em bởi vì những cái dòng điều hòa VIP ấy, thì em thực sự nói các bác là nó cũng không có nhiều. Với cái lượng hàng năm nay thì nó cũng khan hàng hơn so với mọi năm. Do tình hình dịch bệnh, hai hàng hóa nó đắt đỏ hơn. Nhưng tuy nhiên thì thôi, người dùng vẫn cứ phải người dùng thôi, đắt hơn chút ít. Mà không sao. Đây là một trong những chiếc điều hòa mà của một bác khách hàng lại đặt hàng của em, còn 24.000 các bác nhé. Đấy, viền đen. Đấy, máy rất chia đẹp, được em vệ sinh trong ngày vừa rồi, ngày hôm nay, và em chuẩn bị vừa mới xong để chuẩn bị test. Đấy, và là vào cũng đã test các bác. Và tiện đây thì em cũng lại đăng video lên để các bác có thể chiêm ngưỡng được những cái máy của em. Là tất cả những cái máy em đều một tay em test, nhà em thợ dọn và qua có sự kiểm soát của bản thân em. Đây, máy đã được vệ sinh rất là đẹp luôn, của dòng điều hòa VIP viền đen. Đây, em cùng các bác xem nó chạy như nào nhé. Đấy, riêng đặc biệt chiếc này thì nó có những tính năng như sau. Em cũng phải giới thiệu nhiều, tuy nhiên thì bác xem mới xem clip có thể chưa biết được về những điều hòa VIP như thế này của dòng Panasonic. Có mặt dâng này, auto clear rộn ràng này, có eco nano khử khuẩn này, eco là tiết kiệm điện các bác nhé, còn nano khử khuẩn khử mùi các bác nhé. Và có màn hình hiển thị báo nhiệt độ phòng, cảm biến thân nhiệt đầy đủ luôn của dòng điều hòa VIP. Đấy, với con này thì các bác phòng nắp phòng à 35-40 m² mình về các bác nhé. Đấy, 40 m². Đấy, chiếc điều hòa khá là đẹp, đã được em tuyển lựa. Em chuyên bán những mặt hàng tuyển chọn, dù là những cái hàng thường hay hàng chức năng các bác nhé. Đấy, em cũng có xem này, đây là cục lóng của nó. Đấy, đây là cục lóng này, rất là sạch sẽ, sáng sủa. Đây, em đang để tốc độ gió to nhất. Hiện tại bây giờ là bên ngoài trời đang là 25 độ 7, em có tính cho là 25 độ và xuống được 12 độ. Đấy, xuống khá là sâu, bởi vì tuy rằng hôm nay thì cái nhiệt độ của dòng điều hòa inverter của Nhật thì nó đang là ngoài trời đang là 25 độ, vậy cho nên thì nó không thể tăng hết tua được so với những ngày mà, bởi vì cái dòng này thứ nhất nó có cảm biến thân nhiệt, cái thứ hai nữa là nó là dòng biến tần, cho nên nó chạy nó sẽ khác rất là nhiều so với những dòng máy của chúng ta. Hãy quan xem này. Rồi, hồi nãy nó lên được 6A, nhưng bây giờ nó lạnh nhanh lắm, nó đủ nó xuống nó rút còn 3-6 rồi. Đấy, nhân viên điện 220 3-2 là 6, 6-2 12, hơn 700W đó. Đấy, đây là chiếc điều hòa 24.000. Đấy, đường đẩy đường hồi khá là lạnh rồi. Thời tiết hôm nay độ ẩm nó không được cao, vì nó chỉ dao động từ khoảng độ tầm 65%. Đấy, cho nên là không được cao, nên là nước nó rất là lâu chảy. Em đã test được khoảng 10 phút rồi, tuy nhiên thì chưa thấy cái nước chảy. Đấy, nhưng quan trọng nhất là qua quá trình em kiểm tra thì rất là ok rồi. Đấy, ga áp rồi đường đẩy lạnh rồi cửa gió, tất cả mọi yếu tố em bản thân em là làm nghề thì cho nên em có những cái cơ bản để em biết được là chiếc điều hòa này đã chạy đủ hay chưa. Đấy,
Đấy. Các bác nhé, em là nhấn mạnh một lần nữa, các bác đi mua hàng đừng quan tâm về đời nhiều. Quan trọng nhất là các bác có niềm tin với những cơ sở nào bán hàng uy tín. Cái thứ hai là chất hàng. Đấy, cái mà em nhấn mạnh vấn đề đấy. Đấy, chứ so sánh thì nó rất là khó. Đấy. Chất hàng, chất lượng hàng hóa. Bởi vì em thì em bán là không cần ồ ạt, nhưng tuy nhiên là em bán cái nào là chắc cái đấy, tức là những cái máy em bán ra đều được em lựa chọn rất là kỹ càng. Và bên em tự làm việc vệ sinh sạch sẽ từ từng chi tiết nhỏ một, cho nên em bán đi khắp nơi dù xa hay gần. Đấy, nên được rất là nhiều anh em ủng hộ trên khắp mọi miền, cô dì chú bác anh chị em. Đấy rồi thì buổi tối ngày hôm nay thì cũng hơi muộn rồi, ngày hôm nay em làm việc cũng hết công suất, cho nên người nó cũng hơi mỏi một chút, thì em xin dừng video sớm tại đây. Rồi vậy anh em nào có nhu cầu về điều hòa thì tiếp tục liên hệ ủng hộ hàng cho em nhé. Vâng, xin chào các bác.